đi chơi đó, đi đó được luôn. Đúng rồi đó, nguyên khu. Ừ, chào Phát Nguyên khu. Đường này, mít hai bên nè. Đó, sầu riêng, mai mốt ké sầu riêng đây. Đất bên kia đúng không? Đất kia nè, để bỏ này. Đất kia ha. Đất kia đó, ngàn sáu sáu sào. Rồi đây, rồi sầu riêng kế bên. Còn bên kia là thanh long. Đây. Nhưng mà nhìn thanh long thấy đã hơn trồng thấy đã quá. Thì mình trồng mình phải chăm sóc. Phải chăm sóc. Còn cây mít thì cực kỳ nhẹ. Đúng. Nhưng cây mít mà trồng rồi nè. Thôi với lại giá nó cũng rẻ hơn mà không có cái nào nó dục nó được. Rồi cây mít đó là thấy không? Nó giờ vậy cái là mình bỏ không rồi đó. Đây đường vô. Đường vô là mấy trăm mét anh? Trăm rưỡi. Đó, nó diện tích bằng dốc như luôn khai qua. Đây rồi. Rồi. Một, hai, ba, vô. Miền Tây á, là có Minh Hiếu 7 miền. Hôm nay Thủ Đức có Gia Du là tới 7 mẫu lận à. Thấy không? Đất để trống chơi rồi thôi. Trồng thanh long sầu riêng chơi rồi hả? Ừ. Mai mốt mà bươi hạch cho con sông này, sông sinh thái cho nó sạch đẹp à. Rồi đi đường quen. Đi đường quen, thoát thiệt rồi đi đường quen. Thôi được rồi, cắt đủ. Nhiêu đó đâu đủ mấy triệu lượt view rồi. Mà bữa giờ em có rau ai bán không thì người quen không? Hả? Bữa giờ em rau ai bán chưa? Em cũng rau dơ. Cỏ không khóm anh đó. Đâu miếng cỏ khóm rồi. Đó. Đó. Như bề ngang này là khoảng hơn 50 m, 51, 52 m gì nè. Rồi. Dài dài 200 m. 51 nhân 200 là 1000 m á, công. Ừ, khoảng mẫu á. Là đó, nguyên cái này là một mẫu riêng á, à, nhưng mà không riêng. Có đường vô thôi. Đường vô là phải qua đây. Đây qua đây. Tức là giờ em mới cắt thêm là cái clip này qua 10 m. Rồi 10 m tầm khoảng tới đây nè. Rồi đó. Cắt là... thêm là sao anh chưa hiểu? Tức là cái clip này với cái này là nó nằm một vuông. Anh hiểu không? Cái này là 9 công mấy. Rồi. Ủa 8 công mấy. Rồi. Em mới cắt cái này ra cho 10 m để cho nó đồng thanh đồng thủ với cái miếng này. À, là nguyên. Mà em cắt chưa giấy tờ thì sao? Chưa cắt. Cái này làm thủ công cắt thôi, dễ mà. À còn cái miếng này thì có rồi, miếng này làm kia đó là có riêng rồi. Là một máy 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 quên rồi, cái này là một mẫu, còn này là 700. Đây để em gửi cho. Đây là vườn thanh long. Chúng ta sẽ thấy những cái trái rất là thơm. Chúng ta sẽ vô cái khu quy hoạch. Đây là ông chủ. Biêu. Chủ đồng điền đồng thanh long. Đó, chúng ta đã triển khai được 1.5 năm rồi. Đây những công nhân đang làm gì rất hăng say, còn chủ đồng điền ở quá đã. Đã quá, đẹp quá. Thanh long này là ruột đỏ hay sao cô? Đó, cho đây chua vô đó. Chưa ăn. Chưa không con? Đó, chưa. Nhưng mà nó thiệt đó nha. Đó, còn cái tòa nhà đó cũng có an viên luôn hả? Đúng rồi. Khu chung cư cũng có an viên luôn. Đúng rồi. Đó, vì khu chung cư đó có an viên luôn. Rồi biệt thự biển có an viên đó. Rồi, phía sau là cái núi đó, dự án Hamilton đó. Đó. Đó, nhìn lại nè, đó. Có chiêu thiền của Vipen nè. Chạy qua là Vipen đây. Bị khách cục này kìa em. Mày chắc cũng vui rồi, kệ đi tập thể dục mình dễ gì leo vậy em. Trời ơi, mới leo đỉnh Yên Tử không á. Trời ơi, vậy em có kinh nghiệm rồi. Vậy là cái lô trên đỉnh là cái hải đăng đâu là trên đỉnh á? Trên nữa. Nhưng mà cái lúc mà mình nhìn thấy núi núi là chỗ này đúng không? Đúng rồi anh. Thì thấy rất đỏ đỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà biển là vậy nè. Đó. Nhưng mà có chỗ nào nhỉ? Dân chơi là muốn mua đất là để tôi muốn mua miếng đất này để lại số mới ghê.